cái mẹo để không bị lừa khi mua điện thoại năm 2024, chúng ta cần chọn các nơi địa điểm cửa hàng uy tín hoặc có đánh giá trên Google Maps cao hoặc có website và các thông tin về kênh nền tảng xã hội. Với việc thứ hai là chúng ta mua máy mới, chúng ta cần đảm bảo nguyên siêu và máy đã còn nguyên chủng email theo hộp và hình thức máy là phải là mới cứng chưa bóc hộp bóc siêu luôn. Khi mua máy cũ thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra sạc tại trong này, và thứ hai là hình thức máy đã còn nguyên bản nguyên zin hay không, xem xung quanh có chảy xước nhiều không, và hình thức máy còn đẹp hay không, mà chúng ta có thể nhìn các cái kẽ này xem là máy đã mở chưa và đã sửa chữa hay thay lưng chưa. Rất nhiều máy dựng nên cần tìm các cửa hàng uy tín ngay từ bước một là bước chọn cửa hàng. Và bước thứ ba, chúng ta cần cần test bằng mã lạnh hoặc test bình thường chức năng máy có ok hay không, có tốt hoặc tốt hay không, test kỹ nhá, từ bước cảm ứng cho đến camera rồi màn hình hay mọi thứ để nó thật kỹ, và sau đó lắp sim và nghe gọi thử và để ý xem nó lóc hay quốc tế. Nếu với iPhone, còn các dòng Android chúng ta chỉ cần test thôi, vì bản Android hầu như là không có lóc ghi âm mic và camera, và xem là camera bị lỗi không. Rất nhiều trường hợp camera bị lỗi và rất là tình trạng là chúng ta chụp ảnh ra những bức ảnh rất là xấu mặc dù máy cấu hình đẹp, nhưng mà với các sản phẩm máy Xiaomi bên mình cung cấp thì anh em không phải lo về chất lượng hình ảnh như camera đâu, mình đã được mình test rất là cẩn thận và kỹ lưỡng rồi, đấy rất là nét này đó. Khi đi mua điện thoại hay các thiết bị điện tử thì chúng ta cần tìm những cửa hàng có uy tín về chất lượng cũng như bảo đảm dịch vụ nói chuyện, và phải có uy tín lâu năm rồi. Đặc biệt chúng ta chỉ cần lên check Google Maps ok. Bên mình có những sản phẩm Xiaomi mới và cũ cũng như các loại điện thoại Oppo, Vivo mới và cũ, và iPhone anh chị em có thể click ở bên dưới để xem thông chi tiết.